tiền đó, rồi ok tôi thấy hợp lý rồi tôi chốt đó, mà anh em yên tâm đi. Ok, chào cả anh em nha. Hôm nay tranh thủ lên cho anh em con máy cài Isuzu. Con này là TS2510 ha. TS2510. Con này là 25 HP, 2 cầu, 2 máy, trợ lực lái, bên cơ, số cơ. Chút xíu nữa mình sẽ vô cái phần nội thất cho anh em coi ha. Rồi, đầu tiên cho anh em coi cái phần phía trước nha. Phía trước của nó là tem Isuzu nè, nó cực kỳ đẹp luôn, đèn còn sáng nè, thấy không? Đó. Rất là ok luôn ha. Lưới là còn rất là ok luôn đó. Cầu trước đẹp, mâm trước thì bị kiểu như nó bị oxy hóa nhẹ nhẹ nha đó, nhưng không sao, mâm còn rất là đẹp luôn, tròn trịa, không bị khấn mớp gì hết nha. Cầu trước không thì dầu chảy vớt gì hết đó. Mà cái vỏ nó gai hơi bị nhiều ha nè, thực tế là cái vỏ nó gai hơi bị nhiều. À, đây là con máy zin mà cái vỏ từ bên kia qua tới Việt Nam thì nó còn vậy là khá là ok rồi đó. Nhưng mà không sao nha, mình vẫn xài được một thời gian, ít nhất cũng phải là tầm khoảng 2 năm đó, thì sau đó mình phải thay ha. À, chứ mua con máy mà mình thay thêm cặp vỏ nữa cũng khá là tốn tiền. Nó xài được cứ để xài không sao hết. Vỏ này phổ thông trên thị trường ta bán đầy không sao hết ha. Đó, rồi đẹp luôn, sẵn cho soi gầm trước luôn ha. Đó, rồi vỏ gai thì nó vỏ gai mâm oxy hóa, nó mâm oxy hóa nhưng mà còn rất là đẹp ha. Đó, còn rất là ok luôn, còn rất là cứng cáp, nó bị chỉ là bị tróc những cái dàn sơn này thôi. À, tróc cái lớp sơn bên ngoài nè, nó nhìn trong này còn rất là ok nè ha. Con này mình đem về mình xài kỹ á, là mình xài xong mình xịt rửa xong mình thay dầu lên thì biết đời nào luôn đó. Mấy cái dòng này trâu lắm, nồi đồng khói đá luôn, xài cực kỳ thích luôn đó. Bô chưa gắn luôn, chạy rất là la luôn. Chút xíu nữa biểu diễn cho anh em coi, anh em thích liền nha. Máy chạy rất là ok luôn. Đó, đẹp nha. Rồi sẵn thì soi gầm cho anh em coi luôn nha. Đó, cái con máy này thì lóc nó kiểu như nó là màu đen chứ không phải là màu xanh nước ở xanh biển, là cái nó xanh nước tương. Cái này là đen đen xanh xanh ha, kiểu vậy á. Cái màu gì mà cũng kiểu như mình nhất thời không có ngộ ra được cái màu gì hết. Cái nó màu gì? Nó giống cái màu xanh biển đậm á, lục. Nó soi gầm luôn cho anh em coi đằng ngang gầm của nó đây. Đó, gầm của nó cũng khá là đẹp luôn ha. Đó, thì vệ sinh lên thì nó được vậy đó. Thì anh em nào thích thì anh em liên hệ nha. Nó không có bị rỉ sét, không có bị bột gì hết nha. Nó chỉ bị đắp sơn nhẹ thôi ha. Đó, ok, nhìn đẹp nè ha. Ngoài hết của nó rất là ok, cứng cáp luôn. Đó, cái chỗ để chân á nó còn rất là ok luôn nè, nó chỉ bị mòn cái lớp sơn thôi nè, thấy không, nó mòn lớp sơn thôi. Cái lớp này là lớp chống trượt, mấy cái lỗ này nè chống trượt đi tới luôn để cho nó không bị trượt té nè. Con nè còn rất là ok luôn nè. Mấy cái này nồi đồng có đá xài bao ok luôn. Cái ghế là ghế zin này, túp lô còn rất là đẹp luôn nè, thấy không nè. Đó, cái nắp capo nè còn rồi ok luôn, tróc sơn. Ừ, phải nói con này theo mình đánh giá là còn khoảng 80% nha. Rồi, tới bên đây. Dè, yeah, còn đẹp. Đây là cái đèn xi nhan thôi. Đó, dè yeah, thì còn đẹp nè, thấy không? Đó, nó bị oxy quá nhẹ ha. Này mình kỹ, mình làm ra dàn áo phải nói cực kỳ ngon luôn ha. Rồi, mâm sau. Mâm sau thì đẹp hơn mâm trước nhiều nha. Đó, bị tóc sơn thì nhẹ hơn mâm trước. Rồi, cái vỏ sau thì phải nói là đẹp hơn ha. Nó gai nhưng mà nó đẹp hơn cái vỏ trước. Nó còn rất là dày, vỏ thì cái gai nó còn dày, còn độ cao nó còn nhiều ha. Mặc dù nó còn bị gai ha, có những chỗ thì gai nhỏ, có những chỗ gai khá lớn, nhưng mà máy vỏ là rất là tốt nha. À, vậy không ảnh hưởng gì đâu, xài được tầm khoảng vài năm á. Này phản quen thôi. Đó, nè thấy không, phía sau có cái tủ cái hộp đồng nghề nhỏ nhỏ nè, muốn bỏ gì bỏ, ốc vít cò lê hay là khóa gì đó ha. Đùi rất là bự luôn nè, thấy không. Đó, mâm trong đẹp nè. Đó, đó, đôi chuột còn rất là ok luôn. Đó, nè, thấy không. Đó, khi nào anh em mua thì sẽ đủ đồ ha. À, mua dàn sớ thì có thêm dàn sớ gắn đủ đồ cho anh em luôn. Mua đầu máy thì lấy đầu máy nha. Đó, tùy theo nhu cầu của anh em, thích cái gì thì mua cái đó nha. Mua đầu máy không cũng bán luôn, mua đầu máy kèm sớ cũng bán luôn ha. Địa chỉ là quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
anh em cứ alo số điện thoại là gửi định vị là tới y tới nơi luôn nha. Đó, có giao hàng ship xa toàn quốc luôn nè, đẹp ha, ghế là ghế zin rồi, khỏi phải chê, là cực kỳ đã rồi ha. Nó dòng này xài mê lắm đó. Về về thì bị đốc sơn nhẹ thôi đó, vỏ sao đẹp ha. Rồi bên đây, bên đây á, cái mâm bên đây nó đốc sơn nhiều hơn bên kia ha. Nó cái mâm bên đây với bên kia là khoảng 80 ha, mâm còn rất là đẹp ha. Nhưng mà không sao, đốc sơn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đến công việc hết nha, xài ok luôn á nè, thấy không? Dè yeah, đẹp luôn đó, ngon là cành đào đây, thấy không? Số nghe không, ngon lành luôn. Rồi chỗ đặt thắng chí lên ga đồ có đầy cành đào nha. Đó thì anh em nào thích thì liên hệ số điện thoại mình để từ phần mô tả nghe, giá cả thì mình cũng để sẵn ở trên màn hình luôn á, thì cứ anh em cứ thấy ok con máy thì ok mình test máy sẵn luôn. Thôi gầm nè, nó máy mình cứ test sẵn rồi đó, anh em nào thích con máy coi ok thì cứ alo lại coi còn không, rồi á kiểm tra con máy có như hình không, rồi chốt máy hen. Có ship xa toàn quốc luôn, ship đi tỉnh, ship từ Bắc vô Nam nè, ở Việt Nam đâu là ship hết luôn á, ngoài ra có ship Lào, Campuchia gì cũng có ship luôn. Rồi đây đó, thấy không? Rồi mở ra cho anh em coi cái phần nội thất ở bên trong nè, nội thất ở bên trong còn rất là ok, nguyên zin luôn ha. Nó mình để cáo bẩn vậy để cho anh em biết là nguyên zin ha, chưa có tháo, chưa có làm gì hết trơn nha. Nè hai máy này thấy không đó, nội thất của nó thì ok, còn nguyên thủy luôn, không có đụng chạm gì hết luôn á đó. Bình dầu rất là dễ thương luôn ha, nó đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến xa xa ra cho anh em coi cái phần tổng quan, rồi mình sẽ tiến đến cái phần test máy nha. Ok, chào cả anh em nha, bây giờ sẽ tới cái phần test máy cho anh em coi nha. Con này chưa gắn cái vô cho anh la gì á, anh em mua sẽ gắn đủ đồ nha. Như xe máy mình thôi mà gỡ cái bô ra thì nó la vậy thôi chứ có gì đâu nè, la quá la mà nói không có nghe vậy trơn á, tranh thủ để cho nó xa xa ra nói nè. Con này phải nói chứ vệ sinh lên để nhìn mướt mắt ha, mình sẽ chắc phải ngoài thông số luôn nha. Con này 25 HP ha, hai cầu hai máy trợ lực lái bên cơ số cơ ha, chạy rất là đã luôn đó. Con này là em phải có bạn có mẫu thì xử vô thư luôn nha. Anh em mua máy thì phải coi tùy theo cái diện tích của mình bao nhiêu, hoặc là con máy công suất bao nhiêu nha. Đó, đó mình test con máy chủ yếu cho anh em coi là con máy nó hoạt động như thế nào, nghe cái tiếng máy như thế nào, rồi mấy coi con máy phải ưng ý con máy. Con máy rất là ok, tôi thấy tôi thích con máy đó rồi nha. Đó, cái giá tiền nó ok, tôi thấy hợp lý rồi tôi chốt đó. Mà anh em yên tâm đi, ở đây bán hàng uy tín mà, máy móc zin thì nói zin nha. Đó rồi, quay con nào thì giao con đó ha, quay đúng con nào thì giao con đó luôn đó. Không có chuyện là tráo đổi hàng gì đây hết, cho nên anh em yên tâm đi, uy tín. Nhắc lại địa chỉ luôn, quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Mình chạy từ chỗ từ Sài hướng mà từ Sài Gòn xuống Long An á, qua chợ Bình Chánh là tầm khoảng 3 cây số, mà từ ở dưới miền Tây mình lên Sài Gòn á, rồi qua cầu Bến Lức tầm khoảng 7-8 cây số nha. Máy này rất là nhiều cho nên anh em coi á, thì không thích con này lấy con khác nha. Đó, mình sẽ tranh thủ mình sẽ quay từng con đưa lên cho anh em coi luôn. Ví dụ như anh em muốn con nào anh em cứ comment phía dưới ha, mà mình sẽ giải đáp thắc mắc và quay con đó cho anh em coi. Máy chạy cực kỳ đã luôn, bóc phải nói chứ đây là mình chạy mình test máy ha, cho nên là mình chạy nó hơi lướt lướt chút nghe, chạy lả lướt
thử cái chức năng của nó đó. Còn khi vô tải thì nó sẽ nặng hơn nhiều.